Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh của Đạt Audio Hà Nội, một kênh chuyên test và giới thiệu các sản phẩm loa âm ly bãi với chất lượng tuyển chọn rất cao để giới thiệu phục vụ tới anh em yêu đâu trên toàn quốc. Và ngay dưới video này có một nút ấn đăng ký màu đỏ, mời các bác ấn vào đó để đăng ký kênh cũng như theo dõi các sản phẩm audio mới nhất do Đạt Audio Hà Nội cung cấp. Và trong clip ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một cặp loa rất đặc biệt, một cặp loa vintage, một cặp loa cổ kính đến từ Japan, Nhật Bản, một cặp loa siêu to khổng lồ, cặp Pioneer 63DX. Model này là một model rất là đặc biệt của hãng Pioneer, có thể nói đây là một model lớn nhất trong dòng loa Pioneer mắt võng các bác nhé. Cặp này thì có cái kích thước lớn nhất trong tất cả các dòng loa mắt võng của Pioneer, và kích thước rất là lớn, với cái chiều cao là 73, chiều rộng là 48 và chiều sâu là 34 cm. Toàn thân vỏ gỗ lạng rất là đẹp và loa mắt võng rất là đẹp, mắt võng mà lưới màu xanh các bác nhé, lưới màu xanh. Đấy, lưới màu xanh như trên các cái đời mắt võng cao cấp các bác nhé. Một cái cặp loa về thì quá là tuyệt vời và quá là xuất sắc. Mời các bác quan sát kỹ hơn về cái vẻ đẹp của cặp Pioneer 63DX bên em vừa mới về. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Một cái vẻ đẹp khó tả của cặp Pioneer 63DX. Rất là đẹp, rất là đẹp, rất là cổ kính. Các bác quan sát ở bên ngoài e căng rồi, em sẽ tiến hành mở mặt e căng để các bác quan sát kỹ hơn về cái cấu hình của cặp Pioneer 63DX này. Như các bác đã thấy thì cấu hình của cặp loa rất là khủng. Loa Pioneer 63DX sở hữu một bát 40 cm, một bát 40 cm rất là lớn, một loa chung giấy 15 cm, một loa chung kèn, một loa chép giấy và hai loa chép còi. Cấu hình của cặp loa rất là khủng. Vâng, model này đúng là siêu to khổng lồ. Bát 40 mà thùng lại rất là lớn luôn. Chất âm thì rất là hay luôn các bác nhé. Em sẽ quay một chút về cái chi tiết góc cạnh cũng như là tiếng loa của cặp Pioneer 63DX, một cái cặp loa rất là mới bên em vừa mới về. Các bác thấy là cái tiếng loa của em và hàng về thì còn rất là đẹp, toàn kèn với cả còi rất là chất. Bát thì 40 cm, cũng là siêu to khổng lồ luôn. Bát đẹp nét căng nhé, còn nguyên bụi bãi về em chưa lau chùi. Phần gỗ thì rất là đẹp, sang bên loa bên này rất là đẹp các bác nhé, rất là đẹp luôn. Đấy, tuyến loa này còn rất là đẹp luôn. Huyết đông y thế hệ 2 điều trị đau bụng kinh chết đi sống lại trên 60% phụ nữ trẻ. Tuyến loa thì còn rất là đẹp luôn, không hề một chút cấn móp nào, đó còn rất là đẹp nguyên bản theo nhà sản xuất. Và đây là e căng nhá, các bác quan sát kỹ chưa? E căng này là e căng vải màu xanh rất là đẹp và mắt võng rất là đẹp luôn. E căng còn khá là mới ạ, không phải là rất là mới luôn, khá là mới luôn. Đó, em sẽ lắp e căng này, lắp e căng vào trông thì rất là cổ kính nhá. Em sẽ quay một chút về phía sau của các cặp loa 63DX này. Đây là phần hậu của 63DX cũng rất là đẹp các bác nhé, phần hậu của nó đấy. Ở đây ghi model Pioneer 63DX.
có hai vi tinh chỉnh đấy, cho giải mid và giải he, tức là giải trung và giải tép đấy. Cặp này thì cũng rất là dễ phối ghép thôi. Một cái cặp loa vô cùng là dễ phối ghép và một cái cặp loa được cả hình lẫn tiếng các bác nhé. Em sẽ ra lắp nốt cái căng bên này vào. Cặp này các bác chỉ cần một chiếc âm ly receiver của Samsung Pioneer kết hợp thì rất là hay rồi, nghe nhạc vàng thì tuyệt vời. Đặc biệt là các bác ghép thêm đầu băng cối thành một bộ xe pháo mã thì là quá là đẳng cấp và tuyệt vời luôn. Và các bác nghe một chút cái nhạc không lời, em nó thể hiện chất âm vô cùng là chính xác và chi tiết, rất là hay. Vô cùng là chi tiết và ấn tượng các bạn nhé. Bây giờ mời các bác nghe thử một ca khúc nhạc có lời để các bác có thể là hiểu rõ hơn về cái chất âm của cái cặp loa này, với cái chất âm là mộc mạc sâu lắng nha, dễ đi sâu vào lòng người. Vâng, một cái cặp loa rất là khó tặng, được rất nhiều anh em yêu mến. Nó tồn tại bao nhiêu thập kỷ qua vẫn là nổi tiếng và rất là nhiều người săn tìm. Tình xưa chuyện
mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi, đôi trái tim chờ nhau hẹn mùa đông muôn thoáng. Sương gió lạnh môi em, anh thấy lòng mình vắng bằng. Các bạn có thể thấy là cái em cầm mắt võng cực kỳ đẹp và lôi cuốn người nghe, một cái cặp loa được cả thanh lẫn sắc, cặp Tuner 63 DX này bên em bán với giá là 17 triệu đồng các bác nhé, 17 triệu 200 nghìn đồng em luôn là còn 17 triệu đồng. Bên em có ship hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Cặp loa Tuner 63DX này có giá 17 triệu đồng, một cái cặp loa đẹp xuất sắc luôn, cặp loa đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì xin mời liên hệ sớm với em theo cái số máy là 098 358 6968. Giá của nó thì rất là tốt luôn, và so với những cái cặp 17A883 thì cái giá cặp này nó tốt hơn nhiều, và hơn nữa thì chất âm của nó thì quá hay rồi, chất âm của nó quá hay không còn gì để bàn bác nhá. Các bác xem video thì nhớ cho em một like cũng như là một share cho mọi người cùng xem. Và bác nào chưa đến đăng ký kênh bên em thì xin mời đăng ký bên kênh bên em. Em cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo nhé.